tuyệt xuân cùng kỳ bái đạo niên năm đời Phật thánh nài đạo từ chung quả thực sức lên lòng thà quả thực sức lên lòng tin bái thủy chúa điện thạch mẫu kỳ chia tiên thích mời nhất năng thánh vân công chúa thượng hiền mẫu giáo trần đồ nhang xả nhiệt pháp sứ mộng mân chư phật tại hội thất do văn tùy sư kinh thượng vân thành ý thượng vân chư phật niệm toàn thân nam mô nhang vân cung giang bồ tát ma tát nam mô nhang vân cung giang bồ tát ma tát nam mô nhang vân cung giang bồ tát ma đề nghị thành viên thực thời thành mô đề nghị chúa thể thủ quy tu tất cứ đầu xuyên tạch thể thất cu chi ngã kim sư tam tại chuẩn đề phi nguyện từ bi tùy phá mục lắng mô tát ta lập tạm hiệu tạm bồ đề cu chi đậm đát điện ta an thiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà thiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà để tam thánh tiên thỉnh mời thánh mẫu đề la nam mô a di đà phật chiên nam hải nam mô liên minh lương gia du tử bông lương vô lượng hỏa nội đăng thanh lương di thân kim lương nhân viên chu viên tận thương nam mô nhang vân cung giang bồ tát ni ma tát nam mô nhang vân cung giang bồ tát ma tát nam mô nhang vân cung giang bồ tát thành xa thành ra chân đi mở mang la thải đức ông đệ thì ta dòng dõi tìm cho đoàn thành ra người vùng ngoài đường tôi cố để nhất và người là đất chập quanh ra người vùng đi đại hòa tôi thông minh chính thức đảng đàn cho loạn thanh giá hồi cùng chúc ra cửa để tờ bờ chiếc thoi cô bé con là tờ đùa và thanh giá hồi cùng hướng đất mười đêm tờ lập tờ hướng đất đêm tờ cầu mẹ đức ông quý hồng thanh giá hồi cùng tôn quang thích mơ mãi lần này chẳng gian chân gian quý hồng thank you.
thiên loan xa lên dầu, từng bàn sắc chỉ cung hầu, quan đi nhất xa hoài.
vương quan đệ nhất quyền cai thông chi tam giới muôn trung bản phép tống lệnh quan được ngày đại an giờ đại cát tiệc cả hội lớn khánh đản giai kỳ long vân khánh hộ chính tiệc vương mẫu đủ duyên đủ phúc đủ phần thọc duyên đẹp và đẹp vợ trận hôm nay để thanh đồng đệ tử họ cùng phu quân họ bạn nhất tâm nhất tả tinh tiết hương hoa đảm thanh lễ tình cung nghênh cáo tấu cảm tạ tri ân thần thánh tòa các ngôi cung nghênh tiệc mẫu sám tẩy thân căn bắt ghế hầu đồng cũng tình văn mời tình quan lại vái quan về quan xe loan được ngự dáng đầu đồng họ chứng tờ vàng cánh sớ tờ hương cánh tràng chứng công chứng lễ chứng lòng thành chứng cho môn đệ xương trần hôm nay quan hương quan đồ quan ban quốc ban phần để cho cõi tế con được muôn phần tốt tươi để trong gia đạo được các cánh hương long dài vui vẻ trẻ được thọ trường vợ chồng vẫn quy thuận khẩu hạnh phúc thủy chung cầu sao được bệnh như lòng tế gian để tứ thân phụ mẫu tứ thân vui vầy được khỏe được mạnh thân tâm an lạc được ước cùng con trọng sớm hôm để đủ cho các uốn điểu con minh khai minh tuệ mở tuệ học hành tinh tấn đỗ đạt bằng sắc trong tay đức tâm đủ đầy lạy quan quan chấp lễ chấp bái chấp kêu chấp cầu lời kêu tiếng tấu lời nhìn tiếng cầu của pháp sư quan thầy họ ra ô đô nay con bằng cả tấp đầy ngồi đệ tử họ hôm nay con xin cửa quan vạn ban linh hứng quan chứng tâm đồng đền thủ nhang pháp sư pháp văn tay quỳnh tay quế thiện nam tín nữ bản bộ hôm nay tâm tuệ đủ đầy về đến cạnh đây cung nghênh tiệc mẫu cung nghênh cửa quan trận chuyên gia chủ quan cho ra các chủ chúng con phúc duyên trí lập tường vân lai giả tấu lệnh quan thông chi tam giới cực
sai đi mình chức đại thần đi. Chuyện nhang là bút phê khai cam thiền sư thương đáo lai độ chi tả sai quân tổ bình tùy nếu sai bình thủy ta đi ập bập bờ và phải dân tình thân đem thân trung tâm cờ vàng đem thân trung tâm cờ xanh đem thân đông phương cõi ngoài làm phương cờ đỏ ngập trời
các cánh hưng long trong chúng ta chung quanh cung vợ chồng. Vợ chồng của phu thê này cung tai nạn phúc lớn chung cầu sao của vài đồng phật để ra ba để cầu cho những thân người có thể khỏe hiện mạnh sức sáng có thể chặt đầu thú tâm tham giảm những thương thương của gia đình cùng con cháu sớm cầu cho để xin nữ tử nam tôn để ở dưới dương trần quan ăn quan chơi học hành tinh tấn đối đạt bằng sắc trong tay đức tâm hình thành lòng trong tế họ hôm nay bắt ghế quan ngủ bắt ngai quan ngự quan giác đầu đầu chức tu nhang tờ vàng cánh sơ tờ đơn quan tràn quan chức tâm chính lễ chính sự tình chính cho phụ đệ lòng thành hôm nay quan ban chuyên để phúc ban phần ban cho con kế được vương phần tốt như trong nhà họ phạm họ vũ tu đầy áp những tiếng cười đồng ra được hiệu hiệu và thanh tân nguyện cầu quan nhân gián phúc lưu âm cho chúng con và được phong đón trần lạy quan chức tâm như đồng niệm thực nhang pháp sư và văn tay quỳnh tay quế hiến lan tin hữu bảo vũ hôm nay cho chúng con để sở cầu đất ứng sở nguyện đồng tâm tấu lạy quan. Trống lên chữ để trói cho trong đêm dòng mùa nhà khói lóc lánh sắp nghe hoa ra kết trên cành sơn trang giang sắc hiến quỳnh bè bay chữ sắc phong chữ sắc phong tôn quan để bài tướng sĩ vô song vẻ vang mắt phượng dâu rồng dung nhi quân tú sĩ linh khắc thường dân sơn lâm hùng vừa quý vũ lệnh sắc phẩm cai ngự nam thiên phụng tòng vâng lệnh cửu thiên thanh sơn bích động mọi miền quang ca chốn thương đài nghiêm lồng lộng phép thần thông chi dũng ai đưa ngự trên mỗi đường đi bay về xa bốn phương độ Phật như lai thắp kinh tam tạng hiện công tô sáng dạng như không ba ngàn thế giới thượng lương trầm luân về khổ mà tìm đường lánh thân cung thuyền bám nhã vượt sông mê bờ xa tới nơi lõm tiên cảnh vật bầu trời tây phương thế giới đó người kiếp cung đạo bồ đề công phu tu tập bát nhã Phật tâm kinh xa vay như mong theo mình nhân quả báo ứng thực tình mà khó xa cõi thiên thai bầu trời cảnh nổi thanh vân cao vút mờ xa đôi ngang phố vào xa sớm nghe tiếng hạt chiều vào kiến xưa và tiếng sét bốn phương sấm đồng
cửa thiên môn lâu lòng uy quan. Quan lớn ngài chứng ngữ ngài vàng, kim chi tam giới ngọc hòa sắc phong. Ban ngữ vị quần không giám sát, quyền quán cai phố cát đồi ngang. Uy danh lừng lẫy sáng sát, tôn quan đệ nhị ngài vẻ vang anh hùng. Suối reo nhạc hòa mi dịu sắc, chim gọi bầy diêu dít đón sông. Vẳng nghe thác dội đầu mình, nhát chim trong yên quấn mình lượn quanh. Nơi cửa thanh ra hồi cung, thái tử đề nam tôn thần. Thái tử đệ tam minh, hùng binh quán cổ tòa lạnh gian đi khắp đường. Nghe thắp một tuần nhang tấu về thủy phủ các cung nghi ca hòa thiên đình cho nó thiên la chốn đó diêm la, thiên đình chốn nó diêm la tấu về thủy phủ vua ra đồng đình vốn phòng làm tướng thủy cung.
thuật võ sĩ y ngọc nữ tiệt phi ngọc nữ tiên phi đền lạnh giang vượt mua nghe quỳ trên bảo điện long nhạc để chỉ xích thank you.
sông ấy tiếc rồi về chơi thủy phủ dòng vân đi đài áo mũ vào tông đôi bên đông tử theo hầu vào tấu vương phụ xa hầu mẫu vương
nên khai quang tâm cơ hiểu khai quang chiếu đêm chung nga tích đắc phung rằng như phung hòa cần cần cảnh vua điên chung người
dấu thiêng ghi để ngã ba sông kỳ công
để tuyệt cảm thành cả trai tiền chính hòa đạt thành đơn tình cùng ngành giáo tất cả các tòa sau này các pháp tế hầu đồng cầu an bản nước.
làm ghi nhớ quan lớn tuần chỉ sao đoàn thạch hóa bác hải đồng đình con vui xa bác hải đồng đình ra con vua thứ hai ông Triệu là con vua thứ hai đời Lê Thái Tổ phản tài Triệu ra người cùng trên dòng ngày hôm nay vui vẻ đền bằng người châu chơi phù đi cùng theo ra người cùng dân văn thiên thánh trên ngàn đấng vua còn có
lang ngân lang án cốt dòng dưỡng cha nghe hạnh mong chúng mặc vàng đi à.
lộc tài đầu mới phát ra, cuốn hương hội hòn đề ra tháng này, bát đi cho biển đốn cua dày, cộng lộc cho lắm về đây càng nhiều, bát đi cho dài nhất giang kỳ nhiều, cộng lộc cho nhiều hơn năm mai năm xưa. Thành đồng con nhà khói cùng đi đời, 30 cùng một người đi hùng dập, 30 cùng một hùng dập người tư. Thank you.
trong cõi nhân gian. Đời đông nguyên vui mừng hơn hở, bạn làng đều mừng rỡ lên xiết đi bao cả hay sợ cầu.
đêm đêm anh thuốc lập lề cơn đam hồ ông nước suối khẽ một đầu sập mê cài đọc lách đọc sâu chẳng thấy gió mát thuốc lầu hát ra chuyện mê chẳng thấy khói cả mây tre sườn núi chiều ta mây thôi sâu tư thích mối quyền hành nhạc thơ sông phong cảnh nhị tình chúa tiên sáng như bên gành năm tháng hương nam tìm mình về mắt lá sung to vã thời cung nước
tới đó cho đón hoa chào vì mấy điều sương chiều và vàng thấy với tề bạc chiếc vàng em cho trong họ dầu sắc đời đời em cho trong họ đời đời dầu sắc. Sâu lục khói nhang ngạt ngào mùi đền thờ xin mình lọt cao mm-hmm.
sư triều đình phong công.
cuối thu mắt bàn về thiên. Nhân dân kỷ niệm lập ngôi đền mỏ ba đức tài vang dội gần xa. Đoàn thạch ra bắc lệ và sai có ai đi bắc lệ vào sai đi chiếc ta đi qua đời tông gieo dưới đời vừa nót sầu vẽ từ đồng biết là thủy danh là hỏi và bắc lệ hòa vào ý. Hãy
sinh mạng, ban cho trong họ từ sang đời đời, ban cho trong họ đời đời sâu xa. Với ban già tốt thương ngồi ở đề ra tháng này, ban có tiền đột đua dày, cộng lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho dài nhất sang nhiều, cộng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thanh đồng con nhà con cũng nghỉ thờ, 30 mùng một ngày mới đứa hôm rằm, 30 mùng một hôm rằm người đứa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.